Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 3 tháng 3, một xe tải lưu thông trên đường tỉnh 824 thuộc địa bàn thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, đến đoạn ngã ba Đức Hòa thì va chạm với xe máy do học sinh lớp 10, trường Trung học Phổ thông thị trấn Đức Hòa điều khiển. Theo camera hành trình của xe ô tô phía sau, em học sinh đã bị cuốn vào gầm xe khi xe tải chạy qua và em này ngồi dậy thoát chết trong gang tấc nhưng bị gãy hai chân. Được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, công an huyện Đức Hòa có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ việc. Người dân địa phương cho biết, tại khu vực này, vào giờ tan học, các phương tiện xe tải, xe ben, xe công nhân lưu thông tốc độ cao rất nguy hiểm. Ngoài ra, còn có tình trạng một số học sinh điều khiển xe mô tô phân khối lớn không chấp hành quy định về an toàn giao thông.